buồn tiên nghe tin ông mười tới thiên duyên trành lòng thư Vân Tiên. Vân Tiên mượn cánh chim hồng nghe cánh chim hồng xin Đức Hoàng soi tỏ, xin Đức Hoàng soi tỏ tất lòng cho trăng nhịp cầu. Nhịp cầu đem bắc sông ngân trong cung quảng, trong cung quảng đêm xuân kia bóng trăng, bóng trăng soi tỏ cánh trường kia bóng trăng, bóng trăng soi tỏ cánh trường. Hoàng thân cật thanh chúa tiên trung vương, là bút phê sai truyền nhang, là bút phê sai cảm phiền chư tướng người đáo lai hộ chỉ tạ sai binh bộ binh kỳ. Thank you.
Bồ Đào. Xin ông Hoàng Mười nhắm mi cho say. Trăm hoa giao kết ni mừng ngày, mừng ngày tiệc vui tề tay tiên rót chén rượu đào. Nhất tuần sơ dâng lên tạ mẫu các cô dân mời là người rước ông Hoàng Mười xây. Các cô dân mời rước ông Hoàng Mười xây. Để tay tiên chuông ngô chén rượu đào. Nhị tuần đã dâng lên tạ mẫu các cô dân. Các cô dân mời rước ông Hoàng Mười. Hội quỳnh là tiên xó chén rượu đào. Tam tuần chúng dâng lên tạ mẫu các cô dân mời là mời rước ông Hoàng Mười. Các cô dân mời rước ông Hoàng Mười. Ông mười sơn nâng
xa gương soi. Cô nàng nắng nắng già gương ô soi, còn cô nàng sáu đứng ở bên ngoài chuốc rượu hầu ông. Giá kiểu rồng rước ông người lên bốn cô mua lượn xanh tiền, mười hai các cô tố nữ hầu giá đôi bên ông giò già. Giữa ông mười về chân thủ Nghệ An sao loan đánh xa hồi cung. Đêm đông xuống trần gian báo mộng, Trần Thị Nương tâm động bào thai. Tháng năm giờ Tý mùng 10 sinh ra Chầu Lục khác người trần gian. Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình ngay sau đây, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần diễn sướng dân gian Giá Chầu Lục Cung Nương, với phần diễn sướng biểu diễn của nghệ nhân dân gian Tân Đạt cùng tốp múa cũng như là câu lạc bộ hát văn Hát Chầu Văn Hà Nội. Mời quý vị hãy cùng nổ những tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón tiết mục này ạ. Giá Chầu Lục trở về ban tài tiếp lộc cho Bách Gia trăm họ công mặt ngày hôm nay. Chúc các họ bốn mùa được chứng bình an, tám tiết thân long thịnh vượng, lộc tài quảng tiến, công việc hanh thông, thỉnh trầu về giải vận dài hạn, biến hung thành các đổi hòa ra tường. Cho trăm họ như ý sở cầu tầm tâm sở nguyện nha. Thương thành lộng lẫy.
nhịp chèo có nước sông xanh, mây xanh ánh bóng dòng thương thành lục lá. Cánh đáp mây long hà ngô phụng vì mềm yêu, châu lùng giáng sinh trước là vâng lệnh thiên đình, sau là phà tế sinh linh cõi. Đính ngày mùng 10 chuẩn lệnh hạ du một đơn ra vũ vân phù, mượn thân phàm xuống đất chín tự làm thân.
rừng mịt mờ, ngàn tre leo núi non đi mờ, nước chảy răng rạch ơi nước chảy về đâu. Đi lên ngàn, đi xuống núi, vũ vang cả núi rừng, ơi rừng ơi, núi rừng ơi. Băng 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 chân trâu bước băng băng, băng 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 lên rừng đi lên núi, băng 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 hai hoa này lan rừng. Rừng âm u cất cao tiếng ngũ, gọi cái rừng ơi, trần gian ơi về đây chơi, trần gian ơi trâu đã về đây chơi. Xuân đến xuân đi xuân lại về trên bàn hương, xuân đến xuân đi xuân lại về trên bàn hương. Lại về trên bàn nương, thu đến thu đi thu lại về trên bàn nương. Nòng nòng ơi, nòng nòng ơi. Quỳnh hoa đua nở xa gần, phù dung yêu điều bông xin tín tuổi vừa đôi tàng, nụ tâm xuân đón ánh nắng ban mai, còn thơm thơm thoáng thoáng đóa hoa ngày. Thương ai tài lòng châu vang, dân ai trong cửa khôn ngoan được nào. Đền mẫu đây khuya sớm ra vào, cầu xin tài lộc hồng hào quả hoa, cầu xin tài lộc hồng hào quả hoa. Cô bé Thượng Ngàn. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.